hôm nay anh em tụi tôi sẽ đi lừa đảo cá ở Hòn Chùa. Chào mừng anh em đã tham gia xem những bộ môn trời này nữa nha. Đây, trên mặt là mớm chúa. Đấy, mớm đó. Anh em tụi tôi sẽ lên Hòn Chùa và câu. Rồi, lên tới ganh rồi, câu nha mấy anh em. Chắc nữa cá cá tôi sẽ quay. Đây, cá đầu câu thôi. Xem, vui. Nhỏ quá trời, giờ nó nổi lên đàn đàn không cần. Nay mà bắt không được nó không khỏi đi câu luôn. Đây nè, đây nè, đó nè. Wow, cái món luôn. Wow, cái món luôn. Đấy, cái món. Cũng đã giàu chưa? Ồ, lắm. Lắm anh em ơi, cái mó. Ồ, cái mó. Ồ, thanh mớm mùa này hết mớm. Mời cá lên mày. Ồ. Nước trong quá, bữa nay cái giò nó nhiều mà nó khôn lắm, bữa nay nó lớn nó khôn lắm, khó mà bắt lừa đảo được nó lắm. Chạy vô 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 chu chạy đó đó hai lữ luôn mọi người lên hàng này chạy chạy cho hết chạy. Dày hòn chùa hòn ca là gì dứa cái gì dày luôn ngầu không có chỗ ngầu luôn. Hôm qua là anh trúng cá nhiều quá nên anh này thân ra rất là đông mà cá một lần là thua. Chạy cho đây nữa nè. Vô bờ thôi, trong thời gian chờ đợi còn sớm nghe rút kiếm là quýnh vào đây thử mà coi như trình nó dính lại luôn đó, trình luôn. Còn nào nấy cho bá giúp được bốn con, bốn trình nhảy đũa nào. Wow, trình không báo cá nha anh em, sẵn tôi báo cá luôn đó, lựa ra một phít cá giò luôn đây, còn phít đây thì đỡ cho nó nhẹ nha mấy con à.
À, còn phía kia thì một phít, anh em giờ chia ra nướng nhậu. Thôi, bye bye.